Hãy tưởng tượng chúng ta là những nhà du hành thời gian đang ở 400 triệu năm trước. Một số trong các thực vật nguyên sinh đó, loài dương xỉ, che phủ hầu như toàn bộ mặt đất. Và bây giờ, khi 100 triệu năm đã trôi qua, sự thống trị của cây dương xỉ đang kết thúc và các loại cây có lá với thân và tán rộng bắt đầu xuất hiện. Bùng lên một kỷ nguyên mới, rừng mưa nhiệt đới bắt đầu. Hãy hình dung bây giờ là 60 triệu năm trước. Loài khủng long xuất hiện và tuyệt chủng. Côn trùng, những kẻ đã sống ở đây từ trước, vẫn phát triển hưng thịnh. Rừng là một quần thể thực vật cạnh tranh giành dinh dưỡng và ánh sáng. Vô số các dạng sống khác dần xuất hiện, tĩnh lặng như nấm, thực vật và các loài cây, truyền sức mạnh cho một thế giới chuyển động, các loài côn trùng. Chúng di chuyển để tìm kiếm thức ăn. Buổi sáng, độ ẩm và hơi ấm của mặt trời bắt đầu tăng, báo trước cho những đám mây giữa ngày. Và mỗi buổi chiều mưa xuống, rừng mưa nhiệt đới ở khắp hành tinh sống theo hơi ấm và sự ẩm ướt của nó. Hàng ngày, khi một ngày mới bắt đầu, mặt trời đã tỏa ra năng lượng và sức nóng xung quanh đường xích đạo. Và do vậy, hàng ngày, mặt trời và nước luôn nuôi dưỡng quang cảnh miền nhiệt đới, từ từ hình thành và thay đổi mọi mặt của sự sống. Và vẫn còn 50 triệu năm hay xa hơn nữa trước khi con người đầu tiên xuất hiện. Ra ngoài tận hưởng hương vị của không khí, những sinh vật của khu rừng ban đêm, nhiều loài khác nhau và đông đúc, như các loài kiếm ăn ban ngày.
Bình minh là lúc màn đêm nhường chỗ cho một thế giới khác. Không có mùa, chỉ có ánh sáng và bóng tối, mưa và nắng, tuần qua tuần, tháng qua tháng, từ một năm đến hàng trăm triệu năm. Giữa chu kỳ phát triển này, sinh vật sống đơn lẻ to lớn nhất xuất hiện. Cây cối, kết cấu của khu rừng. Nhiều lần, những đàn khủng long đã dẫm lên rễ của chúng. Thời gian trước, cây là một phần đa dạng của hàng nghìn loài thực vật có hoa khác nhau. Nhưng tại sao lại có quá nhiều hình dạng và màu sắc như vậy? Chúng ra đời như thế nào mà phức tạp đến thế? Nhiều sinh vật hòa trộn với nền của môi trường sống. Chúng ngụy trang như thế nào? Mọi cơ thể phức tạp đó có nguồn gốc từ những cái đơn giản hơn. Mọi hình thái sự sống đều có cùng tổ tiên xuất hiện sớm nhất trên trái đất. Mỗi cá nhân nhờ những cơ hội ngẫu nhiên tạo ra sự khác biệt so với cha mẹ của chúng. Chỉ thỉnh thoảng, những biến dị chứng tỏ một chút lợi thế cho sự sinh tồn. Dưới áp lực của sự tiến hóa, những lợi thế này có xu hướng phát triển mạnh. Trong khi các kiểu khác thì chết dần, chúng không thành công. Và sau hàng triệu thế hệ, những thay đổi nhỏ nhặt từng bước xuất hiện. Và phải mất nhiều thời gian, sự tiến hóa mới được chấp nhận. Sự sống có thể thay đổi kỳ diệu như những sự kiện hàng ngày. Tất cả sự tiến hóa đều diễn ra như vậy. Bây giờ là 20 triệu năm trước, số lượng và sự đa dạng của các loài gia tăng nhanh chóng và lấp đầy tất cả mọi ngóc ngách trong rừng.
Vùng đất một ngày nào đó sẽ được mang tên như Borneo, Sumatra, Java, Queensland, Thái Lan, Miến Điện, Ấn Độ, Madagascar, Congo, Cameroon, Amazon, trung tâm eo đất của châu Mỹ. Chúng được bao phủ bởi những cánh rừng tươi đẹp này. Tính đa dạng nếu không bị ảnh hưởng bởi những biến đổi lớn sẽ còn đa dạng hơn nhiều. Chim, họ hàng với khủng long, đa dạng với nhiều hình dạng và kích cỡ. Chúng ăn các loại quả và hoa khác nhau, mang hạt và phấn hoa đi khắp khu rừng. Thời kỳ của những động vật có vú đã đến. Động vật có vú biết bay duy nhất đó là loài rơi. Chúng định vị bằng tiếng vang, nhìn bằng âm thanh. Loài vượn cáo, họ hàng với loài linh trưởng, quan sát xung quanh bằng những con mắt to và tinh quái. Hàng giờ, hàng ngày, hàng thập kỷ, hàng năm và hàng thế kỷ, thời gian trôi qua, nó vẫn thế. Những cây đơn lẻ có thể sống hàng trăm năm hoặc lâu hơn, và sau đó chúng sẽ đổ xuống và chết đi. Những cây khổng lồ đổ xuống để lại những lỗ hổng lớn, và những cái cây non hơn sẽ mọc lên nhanh chóng, lấp đầy chỗ đó. Nguồn dinh dưỡng ở bên trong vỏ cây không bao giờ mất hoặc lãng phí. Đu mối vội vã làm việc và nhanh chóng cải tạo lại tầng đất đó. Những gì nó cung cấp, mọi thứ được tái chế thông qua một hệ thống. Những cây mới sẽ mọc lên, lấp đầy khoảng trống. Trong vòng một năm hoặc lâu hơn, toàn bộ tán cây sẽ được phục hồi. Mọi thứ được sử dụng và tái sử dụng.
Nhu cầu về thức ăn và không gian sống dẫn đến những hành vi phức tạp. Thời gian và hoàn cảnh làm cho một loài kiến phải thu hoạch lá làm thức ăn cho nấm. Khi phát triển, nấm biến đổi những chiếc lá thành thức ăn cho kiến. Sự quan hệ mật thiết đó thật mong manh, và một loài không thể tồn tại nếu thiếu loài kia. Sự cộng sinh hài hòa như vậy có thể thấy trong khắp khu rừng. Trong đó, một số loài phải dựa vào loài khác để tồn tại. Tất cả chúng đều dựa vào cây cối. Và bây giờ, chúng ta trở về 2 triệu năm trước. Những con khỉ, vượn và những loài linh trưởng khác đã tiến hóa, đa dạng, thích nghi. Chúng ăn tất cả mọi thứ có thể. Chúng di chuyển nhanh nhẹn qua những cành cây. Du hành theo thời gian, chúng ta gần đến hiện tại, vào khoảng 10.000 năm trước. Con người đã tiến hóa và biết sử dụng cây cối theo nhiều cách mà chưa loài động vật nào làm được trước đây. Trong vòng 200 năm sau, những công cụ của chúng ta đã được thay đổi. Nhu cầu sử dụng cây cối của chúng ta tăng lên nhiều. Ngày nay, chính chúng ta, con người, đã mang đến những thay đổi to lớn nhất đối với rừng mưa nhiệt đới.
Và bây giờ, thời điểm mà những dụng cụ của chúng ta cho phép chúng ta thu hoạch toàn bộ cánh rừng, chúng ta bất ngờ thấy được bức tranh rộng lớn hơn. Tôi là Bob Kane, đến từ chương trình Giờ Quốc tế. Chúng ta sẽ xem xét báo cáo sinh thái mới ở rừng mưa nhiệt đới. Ngày có hàng nghìn mẫu đất rừng bị phá hủy, chỗ cho cây trồng, gia súc và đường xá. Tới 40% lượng oxy trên trái đất đến từ rừng. Các nhà khoa học vẫn lo ngại về sự tàn phá của nạn cháy rừng. Khu vực được biết là những đợt cháy nơi xảy ra 20% nhiên liệu hóa thạch. Carbonic đóng góp một phần lớn vào hiệu ứng nhà kính. 70% dược phẩm ở Mỹ có nguồn gốc từ thực vật trong rừng. Mọi thứ đều phụ thuộc vào chính phủ phản ứng thế nào. Mọi điều sẽ tốt lên hoặc xấu đi. Vấn đề môi trường vượt qua biên giới về quốc gia hay tiểu bang. Cách nói nào đó thì đó là sự huy động của toàn bộ xã hội. Bốn trăm triệu năm tiến hóa và chỉ mất 4 phút, một cái cưa máy hạ cây xuống. Những cái cây to lớn trong rừng đã bị quật ngã cùng với sự sống nó duy trì. À, những loài mà chưa ai từng nhìn thấy đang dần bị đẩy tới sự tuyệt chủng. Nếu tiếp tục phá rừng, khoảng 50 năm nữa, có thể những khu rừng này sẽ biến mất. Và đi kèm với đó là thảm thực vật hùng vĩ của hệ sinh thái đa dạng. Mọi người cần hiểu về những thay đổi nhanh chóng chúng ta đã gây ra trên toàn bộ hành tinh. Diện tích rừng mưa nhiệt đới trên thế giới đã thu hẹp một cách đáng kể. Một số ít trong đó vẫn còn rừng nguyên sinh, sẵn sàng cho ta khám phá. Nhà thực vật học, sinh học, các nhà hóa học, trùng học và tất cả những ai muốn phân tích hệ sinh thái của rừng đôi khi sẽ phải vượt qua vài nghìn dặm tới một đường băng nhỏ, và việc nghiên cứu đó sẽ không gây ảnh hưởng nhiều. Tôi đã choáng váng bởi những thứ nhìn thấy, nghe thấy ở trong rừng. Công việc nghiên cứu là một thách thức ở những nơi này. Diện tích bao phủ của các cánh rừng nhiệt đới trên trái đất chưa đến 7% bề mặt đất liền. Khoảng 50 đến 100 năm gần đây, chúng ta mới bắt đầu hiểu về lịch sử sinh học của nơi này.
Chúng ta tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Hơn 90% các loài trên thế giới như kiến, chim, động vật có vú, thực vật, các loài côn trùng sống ở trong rừng nhiệt đới. Đó là hệ sinh vật phong phú nhất trên hành tinh chúng ta. Đây là câu chuyện bắt đầu từ 400 triệu năm trước. Toàn bộ thời gian đó để hình thành nên rừng mưa nhiệt đới. Hãy tưởng tượng 50 năm sau. Có rất nhiều thứ chúng ta đã học được từ thiên, đôi khi sử dụng nó cho phù hợp. Ở đây, chúng ta mới chỉ là một phần của sự tiến hóa, không tốt hơn các loài côn trùng và cũng không kém hơn. Thời gian và sự tiến hóa đã cho chúng ta có lương tâm. Chúng ta cần biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta có thể nhìn thấy hậu quả của việc mình làm. Chúng ta có thể hiểu tại sao nhiều loài lại tuyệt chủng. Chúng ta có các công cụ và tuyệt vời hơn, chúng ta có tầm nhìn xa. Tương lai là thời gian mà chúng ta có thể thay đổi.